Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của tiến sĩ dược sĩ Đào Văn Đôn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề 15 tác dụng của hà thu đỏ và cách khắc phục các tác dụng không mong muốn khi dùng hà thu đỏ. Trước hết chúng ta tìm hiểu về sự tích hà thu đỏ. Có một người tên là Điền Nhi ở huyện Hà Nam, 58 tuổi, vẫn không vợ con. Một hôm uống rượu say nằm ở sườn núi thì bỗng thấy có hai gốc cây leo cách xa nhau gần 1 mét, cành lá thì quấn với nhau, lâu lâu lại rời nhau như trước. Điền Nhi thấy làm lạ. Sáng hôm sau, Đào lấy củ đem về tán bột hòa với rượu uống. Sau 7 ngày thì người này đã nảy sinh ý tưởng tình dục. Uống luôn vài tháng thì mạnh khỏe như người thường. Uống suốt 1 năm các bệnh đều khỏi, tóc trắng hóa đen, vẻ mặt trẻ trở lại. Trong vòng 10 năm sinh được 3 người con trai. Điền Nhi cùng với con là Điền Tú, cháu là Thủ Ô, uống đều và đều thọ trên 100 tuổi. Cây này về sau gọi là Hà Thủ Ô, lấy theo tên cháu của Điền Nhi. Cây hà thủ ô là cây thân thảo, dây leo, rễ phình to, thành củ. Ở Việt Nam thì mọc tự nhiên ở các tỉnh miền núi cao ở phía Bắc. Trên thế giới thì có ở Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Hiện nay Trung Quốc đã trồng rất nhiều hà thủ ô. Tuy nhiên ở Việt Nam còn trồng rất ít hà thủ ô. Nguồn hà thủ ô đỏ ở Việt Nam chủ yếu là khai thác thiên nhiên. Thì giống có thể trồng bằng dây, hạt, củ. Trồng bằng củ thì đặt hốc cách 5-7 cm. Trồng bằng dây thì cách trồng giống với trồng khoai lang. Các hốc thì cách nhau khoảng 30 cm. Về chăm sóc thì tưới nước, giữ ẩm cho cây một mầm, làm dàn tam giác theo luống, hàng tháng thì làm cỏ kết hợp với bón thúc, tốt nhất là dùng phân chuồng, nước giải pha loãng, nếu cần thì bón đạm pha loãng 20%, mỗi lần 25 kg trên 1 hecta. Mỗi tháng một lần phân bón cho trồng lấy củ là 1 hecta thì cần bón lót cỡ khoảng 20-25 tấn phân chuồng, 200 kg super và 100 kg kali. Sâu bệnh với cây hà thủ ô thì ít sâu bệnh, tuy nhiên thì có thể dễ gây hại mầm non. Thu hoạch thì thường thu hoạch vào mùa đông, sau trồng khoảng 3 năm, năng suất khoảng 2 tấn củ khô trên 1 hectare. Trên đây là hình ảnh trồng hà thủ ô đỏ ở Gia Lai. Chúng ta nhìn thấy hoa hà thủ ô đỏ. Đây là hình ảnh củ hà thủ ô đỏ trồng ở Sơn La. Củ này trồng được 3 năm, trọng lượng là 0,5 cân. Vậy có cần phải chế biến hà thủ ô đỏ? Hà thủ ô đỏ thì chứa nhiều tannin, chất gây táo bón, và anthraquinone, chất gây ỉa chảy độc với gan. Vì vậy, chế biến hà thủ ô đỏ trước khi dùng giúp làm giảm tác dụng phụ của hà thủ ô đỏ, đồng thời tăng tác dụng bổ dưỡng của hà thủ ô đỏ. Về cách chế biến thì chúng ta xem trong một cái hướng dẫn chi tiết về chế biến hà thủ ô đỏ trong kênh YouTube này của Đào Văn Đôn. Link thì tôi để ở phía dưới, chúng ta có thể xem. Sử dụng hà thủ ô đỏ trong y học phương Đông như thế nào? Về tính vị, hà thủ ô đỏ sống chưa chế thì có vị đắng, chát, hơi ngọt, tính ấm. Hà thủ ô đỏ chế thì có vị hơi ngọt, chát, hầu như không đắng. Công dụng thì bổ máu, bổ thần kinh, an thần, bổ gan thận, mạnh ngân xương, nhuận tràng, chủ trị những huyết hư, thiếu máu, đại tiện, tiểu tiện ra máu, tóc bạc sớm. Nhờ tác dụng trị tóc bạc sớm cho nên trong nhân dân thì có câu muốn cho đen tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Tác dụng tiếp theo của hà thủ ô là trị thần kinh suy nhược, mất ngủ, suy thận, thận yếu, đau lưng mỏi gối, di mộng tinh, khí hư. Bệnh phụ nữ sau sinh nở, các bệnh xích bạch đới. Về cách dùng, liều lượng thì ngày dùng từ 10 đến 20g, dùng dạng sắc hoặc ngâm rượu hoặc hãm trà uống. Y học hiện đại thì đã chứng minh và giải thích một số tác dụng của hà thủ ô đỏ, đồng thời cũng bổ sung thêm các tác dụng cho hà thủ ô đỏ. Trên đây là một thử nghiệm lâm sàng trên người. Thử nghiệm này được tiến hành ở Trung Quốc trên bệnh nhân là bệnh nhân Alzheimer. Trong thời gian điều trị hà thủ ô đỏ 2 tuần thì kết quả cho thấy cả 3 thuốc thử hà thủ ô đỏ đều có tác dụng trong điều trị bệnh Alzheimer. Hà thủ ô đỏ được biết nhiều đến tác dụng làm đen tóc và đã có một số thí nghiệm để chứng minh tác dụng làm đen tóc của hà thủ ô. Trên đây là giới thiệu về mô hình thí nghiệm chuẩn nhất lông đen để chứng minh tác dụng làm đen tóc của hà thủ ô, sử dụng oxy già để làm chất bạc lông tóc. Tác giả đã chứng minh hà thủ ô đỏ sống cũng như hà thủ ô đỏ chế có tác dụng làm đen lông tóc. Trong một nghiên cứu khác thì tác giả tiến hành trên tế bào tóc B16F11. Đây là tế bào tạo sắc tố đen của tóc. Kết quả cho thấy hà thủ ô kích thích tạo sắc tố đen cho tóc. Ở một số thí nghiệm khác thì chứng minh rằng hà thủ ô có tác dụng mọc tóc. Ở trên đây là tôi giới thiệu một số thí nghiệm cho thấy thí nghiệm trên chuột nhắt lông đen. Tác giả thiết kế thí nghiệm là đo về kích thước của tóc, số lượng nang tóc và chiều dài của tóc. Thì kết quả cho thấy hà thủ ô đỏ kích thích mọc tóc thông qua tăng kích thước và tăng số lượng nang tóc. Trong một nghiên cứu khác thì tác giả thí nghiệm trên tế bào gai nhú, đây là tế bào có vai trò quan trọng trong việc tạo tế bào nang tóc. Thì kết quả cho thấy chiết xuất hà thủ ô có hiệu quả tốt
tương tự như minoxidil. Minoxidil là thuốc có tác dụng mọc tóc và nhiều thí nghiệm khác đều chứng minh rằng hạt thủ ô có tác dụng làm đen tóc và mọc tóc. Y học hiện đại cũng chứng minh nhiều tác dụng khác của hạt thủ ô đỏ. Bên cạnh đó, trong y học hiện đại cũng đã chỉ ra hạt thủ ô đỏ và có một số tác dụng phụ nhất định. Đây là nghiên cứu ở Trung Quốc được thực hiện năm 2015. Nghiên cứu hồi cứu cho thấy tổng số ca ngộ độc gan có liên quan tới hạt thủ ô là 450 ca, trong đó có 7 ca tử vong và 2 ca phải ghép gan. Vậy tại sao hạt thủ ô đỏ lại có thể gây độc cho gan? Thứ nhất là có thể là do nguyên liệu, khi mà chúng ta dùng ngay hạt thủ ô đỏ sống thì dễ gây độc hơn so với hạt thủ ô đỏ chế, vì vậy chúng ta cần phải chế biến trước khi sử dụng. Thứ hai là quá trình chế biến hạt thủ ô đỏ chế không đúng quy trình, cho nên là trong hạt thủ ô đỏ chế vẫn còn nhiều độc tính. Ba là bảo quản, trong quá trình bảo quản có thể là chúng ta để độ ẩm cao dễ gây nấm mốc và độc cho gan. Ngoài ra có thể khi sử dụng một số hóa chất bảo quản không đúng quy định có thể tăng nguy cơ gây độc cho gan. Cách khắc phục là chúng ta sấy khô kiệt giữ độ ẩm dưới 10% và bao bì kín, là trong đó sử dụng silicagen chống ẩm. Nguyên nhân gây độc thứ tư là liên quan đến sử dụng. Khi sử dụng liều cao thì dễ gây độc. Vì vậy đa số các bệnh nhân gặp phải độc hạt thủ ô là do sử dụng liều cao hơn liều khuyến cáo. Mặc dù hạt thủ ô đỏ có tác dụng bổ gan nhưng nó cũng có độc tính trên gan. Vì vậy những người bị bệnh gan thì nên thận trọng khi sử dụng hạt thủ ô đỏ. Khi thấy dấu hiệu có liên quan đến ngộ độc gan như mệt mỏi, vàng da thì chúng ta nên cần đi kiểm tra sức khỏe ngay và nên khám sức khỏe định kỳ. Nên mua hạt thủ ô đỏ chế của cơ sở có uy tín, có thương hiệu, được làm bởi những người có chuyên môn về dược thì sẽ yên tâm hơn. Cần tư vấn thầy thuốc trước khi sử dụng hạt thủ ô đỏ. Ngoài tác dụng không mong muốn trên gan, hạt thủ ô đỏ cũng gây tác dụng táo bón. Nguyên nhân là do tannin. Để khắc phục tác dụng gây táo bón của hạt thủ ô đỏ cần phải chế biến đúng quy trình giúp làm giảm tannin, giảm táo bón. Thì chúng ta đã tham khảo quy trình chế biến hạt thủ ô trong một clip khác tôi đã trình bày, các bạn có thể xem ở đường link phía dưới trong phần mô tả. Nếu bị táo bón khi dùng hạt thủ ô đỏ thì chúng ta có thể lần lượt áp dụng các cách như sau: phối hợp đồng lượng hạt thủ ô đỏ chế với đỗ đen xanh lòng rang cháy với vừng đen rang chín. Cách thứ hai là uống nước ấm 200 ml vào mỗi buổi sáng, uống ngay khi mới dậy. Cách thứ ba là pha khoảng 20 ml mật ong với 200 ml nước ấm, uống ngay khi mới dậy. Cách thứ tư là pha 20 ml mật ong với 20 g bột vừng đen đã rang chín với khoảng 200 ml nước, uống ngay khi mới dậy. Trên đây là tôi giới thiệu với các bạn một thương hiệu hạt thủ ô đỏ chế Cochi. Đây là thương hiệu đã được nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và kiểm soát chất lượng bởi tiến sĩ dược sĩ Đào Văn Đôn. Thương hiệu hạt thủ ô đỏ chế này thì đã có được chứng nhận của OCOP 4 sao, chứng nhận hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020. Nhà máy sản xuất hạt thủ ô đỏ chế Cochi thì có đầy đủ giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế, giấy chứng nhận ISO 22000, giấy chứng nhận FDA. Tóm lại thì tổng kết từ y học hiện đại cũng như y học cổ truyền thì cho chúng ta 15 tác dụng của hạt thủ ô đỏ như sau: 1. Làm đen tóc, mọc tóc. 2. Bổ máu, bổ huyết, tăng số lượng cầu. 3. Chống lão hóa, chống oxy hóa. 4. Bổ thần kinh, tăng khả năng nhận thức. 5. An thần, giúp ngủ tốt. 6. Bổ gan, bảo vệ gan, chống tăng men gan. 7. Bổ thận, mạnh gân xương. 8. Tăng co bóp tử cung. 9. Tăng tiết sữa. 10. Nhuận tràng, kích thích tiêu hóa và cải thiện dinh dưỡng. 11. Chống tăng cholesterol và triglyceride. 12. Chống rối loạn huyết khối, tắc mạch. 13. Chống viêm. 14. Chống ung thư. 15. Điều hòa miễn dịch. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy hạt thủ ô đỏ có độc tính, vì vậy cần phải chế biến hạt thủ ô đỏ đúng cách để giảm độc tính và tăng tác dụng bổ dưỡng của hạt thủ ô đỏ. Chúng ta cần tham vấn thầy thuốc và lựa chọn thương hiệu hạt thủ ô đỏ chế uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Trên đây mình đã chia sẻ với các bạn chủ đề 15 tác dụng của hạt thủ ô đỏ và cách khắc phục tác dụng không mong muốn của hạt thủ ô đỏ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của Đào Văn Đôn. Đây là kênh YouTube chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mình rất mong nhận được góp ý của các bạn ở phần bình luận. Để nhận được những clip mới nhất của Đôn, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông ở ngay dưới clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác.